Và bản tin sau đây đến từ New York cho biết, bốn thiếu nữ tuổi teen bị buộc tội hình sự vì tấn công một phụ nữ châu Á. Ngày 6 tây tháng 4, bốn cô gái tuổi vị thành niên bị buộc tội hình sự sau khi cảnh sát thành phố New York cáo buộc rằng họ tấn công một phụ nữ châu Á 51 tuổi trên xe buýt MTA ở khu vực Bronx. Báo chí địa phương cho biết Sở Cảnh sát thành phố New York cáo buộc bốn thiếu nữ tuổi teen đã xúc phạm và vu cáo phụ nữ này là người lây lan virus Vũ Hán, gây ra bệnh viêm phổi COVID-19, đồng thời yêu cầu phụ nữ này trả lời lý do tại sao đeo khẩu trang trên xe buýt. Cảnh sát cho biết một trong số bốn thiếu nữ tuổi teen đánh vào đầu bà này bằng một chiếc dù khiến cho bà này phải tới một bệnh viện gần đó để khâu vết thương. Ngay sau đó, cảnh sát NYPD bắt giữ ba thiếu nữ 15 tuổi ở gần hiện trường, cáo buộc họ phạm tội tấn công, đe dọa và xúc phạm người khác. Mạng lưới NYPD vẫn đang tìm kiếm thiếu nữ thứ tư, được cho là người trực tiếp tấn công phụ nữ này bằng chiếc dù. Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm tại New York đã tiến hành điều tra 11 trường hợp có liên quan tới các vụ tấn công nhắm vào người châu Á hoặc là người Mỹ gốc châu Á kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu bùng phát tại tiểu bang này. Giám đốc sở tư pháp thành phố New York, Letitia James đã thiết lập một đường dây nóng để tiếp nhận và thông báo về bất kỳ sự việc tấn công tương tự. Còn tại một số khu vực khác của nước Mỹ, cơ quan điều tra liên bang fbi đang xem xét buộc tội nghi can jose gomez ở thành phố bitland tiểu bang texas sau khi nghi can này bị cáo buộc là tấn công bằng dao nhắm vào người mỹ gốc châu á tất cả nạn nhân đều là thành viên trong một gia đình joe gomez khai nhận thực hiện vụ tấn công trên vì nghĩ rằng đây là gia đình gây ra lây nhiễm virus vũ hán